nữa anh em, lâu lâu chơi lại mà cũng bị lắc nên anh em chán thiệt chứ. À chắc là do mình chưa tăng tốc game á, để mình ra mình tăng tốc game ơi. Ok anh em, thì hiện tại là mình đang ở trong ứng dụng tốc game nha. Bây giờ mình sẽ chọn vô game Free Fire để mình tăng tốc game nha anh em. Bây giờ mình sẽ bấm thêm và mình tăng tốc game nha anh em. Đồ thật sự là máy mình mượt hơn hồi nãy luôn anh em ơi. Anh em tao chơi cho tay máu con mình.